Chào đón tất cả các anh chị đang đến với bản tin DS Corner số thứ nhất. Trong bản tin này, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các thông tin mới nhất về CCTV trong và ngoài nước. Hy vọng rằng nó sẽ mang lại sự thú vị và hữu ích dành cho tất cả các anh chị khi theo dõi. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với một điểm tin CCTV trong nước. Chương trình khuyến mãi mua 12 tặng 3 đã được DS Việt Nam khởi động từ ngày 11 tháng 11 và chỉ còn vài ngày nữa thôi là chính thức khép lại. Các anh chị đại lý nào mà chúng ta chưa sở hữu chương trình khuyến mãi đặc biệt này dành cho các dòng sản phẩm Cooper hoặc là CVI 1230 cùng với DS Việt Nam thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay với các MD của mình hoặc là liên hệ ngay với DS miền Nam để chúng ta tìm hiểu thêm thông tin về chương trình này nhé. Trong tuần vừa qua thì DS miền Nam có thực hiện lắp ráp demo một bộ camera tại quán cà phê Tinh Tế. Đây là một địa chỉ quán cà phê khá là quen thuộc với tất cả các anh em trong ngành công nghệ. Và chúng tôi có thể cho tất cả các anh chị xem một đoạn video tư liệu về chất lượng âm thanh cũng như là hình ảnh mà camera này ghi lại tại quán cà phê trong một buổi offline vào lúc 19 giờ. Mời các anh chị cùng theo dõi. Mình có ức mà, bấm vô thì đừng lo, bấm hoặc cái vô thì. Rồi bây giờ bạn thấy bên này, nó sẽ nó nhập bên kia nhập rồi kìa. Bạn thấy có hai cái operation không? Hai operation nữa. Là vì một cái nó kêu smart review. Thứ sáu vừa qua, ngày 16 tháng 11, giải CCTV Tân Phú đã kết thúc rất tốt đẹp. Giải năm nay được đánh giá là khá là bài bản và thu hút hơn 40 vận động viên là các anh em trong ngành CCTV cùng tham dự. Giải nhất chiến thắng thuộc về anh Nguyễn Thành Hưng, công ty Thành Hưng cùng với partner của mình là anh Trần Thanh Hà, công ty Thiên Nhãn. Và một lần nữa thay mặt cho DS miền Nam xin được chúc mừng cho cặp đôi của hai anh. Hy vọng rằng tất cả các anh chị vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho phong trào rèn luyện thể thao và đặc biệt là bộ môn tennis trong ngành CCTV. Vào tháng 12 sắp tới thì sẽ có một giải tennis rất là đặc biệt được diễn ra tổ chức bởi hội CCTV thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng sẽ thu hút được rất là nhiều sự tham dự của tất cả các anh chị trong ngành. Account Zalo của DS miền Nam đã chính thức được ra mắt vào tháng 11 vừa qua và hiện nay đã thu hút được hơn 1.000 người quan tâm và theo dõi thông tin hàng ngày. Các anh chị đã theo dõi chưa? Hãy tiếp tục quan tâm Zalo của DS miền Nam để cập nhật những thông tin chương trình mới nhất, những thông tin về sản phẩm hữu ích nhất mà chúng tôi cập nhật hàng ngày các anh chị nhé. Sau một khoảng thời gian chờ đợi rất lâu thì hiện nay app DS Club đã chính thức hoạt động trên cả 3 miền. Và từ nay thì anh em miền Bắc và miền Trung kinh doanh trong ngành CCTV và đặc biệt là kinh doanh camera đa hô thì có thể thoải mái để quét app tích điểm và đổi quà. Quét app nhanh tay, nhận ngay quà tặng. Hãy cùng đao ngay app DS Club và cùng với chúng tôi sở hữu sự may mắn của chính tất cả các anh chị. Hiện nay, để hoàn thiện hơn trải nghiệm của tất cả các anh em CCTV khi mà sử dụng app DS Club thì DS miền Nam đang thực hiện một khảo sát và chúng tôi đã đăng khảo sát này trên fanpage của DS miền Nam trong một khoảng thời gian khá là lâu. Hy vọng rằng tất cả các anh chị sẽ dành thời gian thực hiện khảo sát này cùng với chúng tôi để chúng tôi có cơ hội hoàn thiện hơn trải nghiệm của tất cả các anh chị khi mà sử dụng app. Đặc biệt hơn như là một lời cảm ơn mà DS muốn gửi lại tất cả các anh chị khi mà hoàn thành khảo sát thì chúng tôi sẽ gửi tặng 500 điểm và tài khoản DS Club cho anh chị nào thực hiện khảo sát cùng với DS. Trong thời gian sắp tới sẽ có một chương trình rất là đặc biệt dành cho tất cả các anh chị khi mà sử dụng app DS Club. Vì vậy, trong ngày hôm nay, những anh chị nào mà chúng ta chưa từng biết đến app DS Club, chưa từng có thông tin gì thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay với MD của mình để được cung cấp thông tin cũng như là download app để cùng với chúng tôi chờ đợi thông tin chương trình sẽ bùng nổ trong thời gian ngắn vài ngày tới đây thôi các anh chị nhé. Đó là một điểm tin CCTV trong nước thời gian vừa qua và chúng ta sẽ cùng chuyển sang một điểm tin CCTV thế giới. Thống kê về tuổi thọ trung bình của HDD trong CCTV năm 2018, gần 50% số người dùng được khảo sát cho rằng tuổi thọ trung bình của HDD mà họ sử dụng có tuổi thọ từ 5 năm trở lên. Trong đó, 28% số người cho rằng tuổi thọ trung bình của HDD có thể trên 5 năm và chỉ 7% cho rằng tuổi thọ của HDD chỉ nằm ở mức dưới 3 năm. Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tuổi thọ của HDD được cho là ảnh hưởng bởi nhiệt độ, bởi môi trường xung quanh và nguồn điện hoặc là do sử dụng liên tục trong một thời gian quá dài. Những số liệu và nguyên nhân thống kê trên gần tương tự so với cuộc khảo sát của năm 2016 cũng trên IPVM. Tiếp theo, Dahua vừa mới cho ra mắt sản phẩm đầu ghi XVR AI
tích hợp tính năng bảo vệ khu vực. Ngày 5 tháng 11 năm 2018 vừa qua tại Hàng Châu đã cho ra mắt 3 sản phẩm đầu ghi XVRAI với các mã DH-XVR8208A4KI, DH-XVR8216A4KLI và XVR8816S4KLI. Ba sản phẩm này tích hợp tính năng bảo vệ khu vực, nhận diện khuôn mặt và công nghệ tìm kiếm siêu dữ liệu. Chúng ta có thể áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ cho đến an ninh dành cho các ngân hàng, dành cho các địa ốc. Trong đó, tính năng mới bao gồm: đầu tiên có thể kể đến đó là bảo vệ khu vực thông minh, hạn chế báo động giả do môi trường hay thú vật gây nên, giúp cảnh báo trở nên chính xác nhất các xâm nhập bất hợp pháp. Thứ hai có thể kể đến đó là công nghệ nhận diện khuôn mặt được cải tiến. Với công nghệ nhận diện khuôn mặt được cho là tiên phong trong ngành CCTV, đạt rất là nhiều giải thưởng cho các cuộc thi trên quốc tế, thì công nghệ nhận diện khuôn mặt của Dahua được biết đến chính xác và hiệu quả, giúp cảnh báo các đối tượng trong danh sách đen, cho phép người dùng trong danh sách hợp lệ truy cập, đồng thời đưa vào cảnh báo khi có người lạ tiếp cận. Tính năng cuối cùng được bổ sung đó là tìm kiếm siêu dữ liệu mạnh mẽ, tính năng tìm kiếm siêu dữ liệu 4 luồng. Thế hệ đầu ghi XVR mới có khả năng trích xuất các thông số khuôn mặt bao gồm độ tuổi, giới tính, mắt kính, GMAP, khẩu trang và biểu cảm cũng như là các đối tượng mục tiêu. Ngoài ra, đầu XVR thế hệ mới sẽ cho hiệu suất xử lý tốt cũng như là giảm thời gian cũng như là chi phí vận hành. Thống kê việc sử dụng lưu trữ đám mây năm 2018, lưu trữ dữ liệu email và tài liệu về ngày nay thì đã trở nên rất là phổ biến. Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh giám sát thì việc lưu trữ các dữ liệu trên cloud thì hầu như là bằng không. Nguyên nhân về việc không sử dụng đó là phần lớn người dùng cho rằng giá và giới hạn băng thông cũng như là kết nối Internet không đáng tin cậy là những nguyên nhân chính. Bản tin Direct Corner số thứ nhất đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi Hạnh Nguyên chia sẻ sẽ mang lại sự hữu ích dành cho tất cả các anh chị. Hy vọng tất cả các anh chị sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ các hoạt động của chúng tôi trong những bản tin tiếp theo. Với những anh chị nào chúng ta chưa kịp theo dõi video hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi video này qua Zalo của tất cả các anh chị. Đừng ngần ngại quan tâm Zalo của Direct Corner các anh chị nhé. Xin chào và xin được hẹn gặp lại.